Quế Ngọc Hải gửi chiến thư tới mọi đối thủ tại AFF Cup 2022. Thầy Park tính toán với 6 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, trình độ Thái Lan vẫn là hàng đầu Đông Nam Á. Quế Ngọc Hải gửi chiến thư tới mọi đối thủ tại AFF Cup 2022. Trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 chính là chiếc vô địch. Chiều ngày 23 tháng 11, tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30 tháng 11 vào AFF Cup 2022. Theo đó thì ngày tập trung này, đội tuyển Việt Nam chỉ có hơn 10 cầu thủ do là một số đội bóng vẫn đang thi đấu tại cúp quốc gia. Phát biểu ở buổi tập chiều ngày 23 tháng 11, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải cho biết đây sẽ là giải đấu nhiều cảm xúc bởi là giải đấu cuối cùng của thầy Park. Khi mà cầu thủ tập trung đủ quân số sẽ có cuộc họp. Mục tiêu của toàn đội là đồng lòng giành chiếc vô địch làm món quà tri ân thầy Park. Theo đó thì AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Chính vì vậy, toàn bộ cầu thủ đều mong muốn sẽ có được chiếc vô địch như món quà chia tay dành cho ông thầy người Hàn Quốc. 5 năm gắn bó có nhiều kỷ niệm, có giai đoạn thành công và có thời điểm khó khăn, nhưng luôn toàn đội thấy đoàn kết. Tất cả cầu thủ đều cảm thấy may mắn khi làm việc với thầy Park. Tôi cũng xin cảm ơn ban huấn luyện đã giúp đỡ cũng tạo nên thành công của bóng đá Việt Nam, Quế Ngọc Hải nói thêm. Trong ngày 22 tháng 11, trong buổi gặp gỡ báo chí, thì ông Park Hang-seo bày tỏ sự lo lắng về tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Theo đó, ông Park cho rằng là AFF Cup 2022 có lẽ là giải đấu áp lực nhất với toàn đội. Điều này khiến ông sợ các cầu thủ sẽ không có được tinh thần thoải mái nhất. Tuy vậy, trung vệ của Sông Lam Nghệ An tự tin khẳng định là với đội tuyển bước vào giải AFF Cup với tinh thần cao, áp lực là chắc chắn có vì mục tiêu cao nhất là chức vô địch. Những áp lực là bình thường, quan trọng là tinh thần của cầu thủ phải thoải mái và chuẩn bị tốt. Cá nhân tôi tin là đội bóng hiện tại sẽ có sự chuẩn bị tốt. Đội tuyển Việt Nam sẽ thành công tại AFF Cup. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 đến ngày hết ngày 15 tháng 1 năm 2023. Tại giải đấu lần này, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Malaysia, Myanmar, Singapore và Lào. Thầy Park tính toán với 6 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Phong độ tốt đến từ các tiền đạo giúp cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có nhiều giải pháp cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022 lần này, thì ông Park Hang-seo đã triệu tập 6 tiền đạo. Đó là các nhân tố gồm Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Quyết, Hà Đức Chinh và Phạm Đình Duy. Nhìn vào những cái tên mà chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn thì có thể thấy đa số họ đều đạt được phong độ rất tốt trong màu áo câu lạc bộ. Phạm Tuấn Hải chính là cầu thủ thi đấu bùng nổ nhất. Tiền đạo sinh năm 1998 đã có 10 pha lập công tại V-League 2022 và anh trở thành chân sút nổi tốt nhất giải đấu. Trong khi đó thì Nguyễn Tiến Linh vẫn cho thấy đẳng cấp của chân sút hàng đầu đội tuyển Việt Nam với 9 bàn thắng cho Bình Dương. Văn Toản, Văn Quyết hay Đình Duy đều lần lượt có 7, 6 và 4 lần điền tên lên bảng tỷ số. Hà Đức Chinh là một trường hợp đặc biệt dù không ghi bàn tại V-League nhưng anh vẫn có tên trong danh sách tập trung cùng những chiến binh sao vàng. Nói về điều này, bình luận viên Quang Huy chia sẻ cùng Vietnamnet. Ông Park luôn có lý của mình khi gọi cầu thủ lên đội tuyển và có thể chiến lược gia xứ Kim Chi luôn tin tưởng vào Đức Chinh. Dù chưa ghi bàn tại V-League nhưng lên đội tuyển giúp anh nỗ lực hơn nữa. Phong độ tốt của đa số các tiền đạo giúp cho ông Park Hang-seo có nhiều lựa chọn. Nguyễn Tiến Linh dường như chắc chắn là chân sút chủ lực với vai trò trung phong cắm bởi anh đã từng cùng thầy Park trải qua rất nhiều chiến dịch. Cùng với đó là Phạm Tuấn Hải sẽ phát huy sức mạnh về khả năng tranh chấp, di chuyển rộng và đóng vai trò hỗ trợ cho người đồng đội trên hàng công. Bộ đôi Tiến Linh và Tuấn Hải được xem như niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối thủ vào thời gian tới. Trong khi đó, với sự xuất hiện của Nguyễn Quang Hải bên hành lang phải thì sẽ là phương án khả thi nếu như Văn Quyết di chuyển vào giữa để đóng vai trò hộ công. Thầy Park cũng có thể thay đổi vai trò của hai nhân tố này khi cần thiết. Với trường hợp của Nguyễn Văn Toàn, tiền đạo sinh năm 96 là mẫu cầu thủ có tốc độ, sức cản lướt và khả năng quấy rối khá tốt. Anh sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho Tiến Linh hay Tuấn Hải và khi cần sự tươi mới và sức trẻ trên hàng công, thầy Park có thể sử dụng Phạm Đình Duy. Bên cạnh đó, Đức Chinh được xem như là lựa chọn không tồi khi đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc và cần những tình huống cố định để tận dụng khả năng đánh đầu. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam đang có trong tay nhiều nhân tố chất lượng nhất trên hàng tiền đạo cho mục tiêu săn bàn tại AFF Cup 2022. Điều quan trọng vào lúc này là việc kết hợp và phát huy hết tố chất của những chân sút này và nó đòi hỏi tài cầm quân và cách dùng người hợp lý của chiến lược gia người Hàn Quốc trong thời gian tới đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo, trình độ Thái Lan vẫn là hàng đầu Đông Nam Á. Ngày 23 tháng 11, đội tuyển Việt Nam với 23 tuyển thủ chính thức bước vào đợt hội quân kéo dài gần 2 tháng chuẩn bị và thi đấu AFF Cup 2022. Đây đồng thời là giải đấu cuối của thầy Park trước khi chính thức chia tay tuyển Việt Nam và mục tiêu đề ra là vô địch. Phóng viên, ông có thông tin gì về đối thủ sắp tới tại AFF Cup không? Huấn luyện viên Park Hang-seo,
Tại AFF Cup 2022 Malaysia có huấn luyện viên người Hàn Quốc. Tôi tìm hiểu rất kỹ triết lý của huấn luyện viên này cho cầu thủ. Tại King's Cup vừa qua, tôi có xem trận đấu Thái Lan với Malaysia và nhận thấy tinh thần của Malaysia mạnh hơn trước đây rất nhiều. Indonesia đã và đang tiếp tục kế hoạch nhập tịch và sắp tới họ có thêm 6 cầu thủ nhập tịch nữa. Còn Thái Lan nhìn từ King's Cup vừa qua, trình độ cầu thủ của họ vẫn còn là hàng đầu Đông Nam Á. Trước mặt chúng tôi sẽ tập trung vào các trận đấu mà đối thủ cùng bảng B, còn đối thủ bảng A có lẽ nên để sau. Phóng viên: theo ông thì những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt tại AFF Cup là gì? Huấn luyện viên Park Hang-seo nói: trước nay vẫn vậy, chúng tôi thực hiện theo kế hoạch đề ra và lần này đội có 32 cầu thủ bao gồm Quang Hải. Một số cầu thủ vẫn phải đá cúp quốc gia nên họ lên muộn. Thời gian đầu đội tuyển sẽ thiếu quân tập luyện. Hiện tại đội tuyển chưa phát huy hết chấn thương và nghiêm trọng, nhưng tôi nghĩ thể lực của cầu thủ đã bị oàn mòn sau mùa giải quốc đội kéo dài, bên cạnh các chấn thương nhỏ tích lũy. Vì vậy trước mắt điều cần làm là giúp họ có thể trạng tốt nhất cho giải. Phóng viên: đội tuyển Việt Nam liệu có áp dụng chiến thuật mới tại AFF Cup hay không khi mà các đối thủ đang tìm cách khắc chế lối chơi mà chúng ta đã thể hiện? Ông Park Hang-seo: về chiến thuật, tôi nghĩ sẽ không có nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ nâng cao sức mạnh về tính tổ chức, đặc biệt là cách phòng ngự và tấn công khu vực. Đây là nội dung mới cần rèn kỹ cho cầu thủ. Ngoài ra, việc tổ chức tốt các tình huống cố định cũng được chú trọng để làm tốt hơn. Phóng viên: đợt tập trung lần này chung thời điểm World Cup diễn ra, ông có kế hoạch chuẩn bị cho học trò theo dõi các trận đấu tại Qatar hay không? Ông Park Hang-seo: hiện chúng ta có chuyên gia phân tích hình ảnh video để chỉ ra những vấn đề mà cầu thủ Việt Nam cần sửa đổi và điều chỉnh. Những hình ảnh của World Cup chắc chắn sẽ được cập nhật cho đội tuyển. Nhiều trận đấu World Cup diễn ra vào đêm khuya, nếu như cầu thủ xem thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến buổi tập hôm sau và tôi sẽ nhắc nhở họ về điều này. Tuy nhiên, xem World Cup cũng rất bổ ích, giúp cho cầu thủ cập nhật những khuyến cáo, luật, xu hướng mới của bóng đá thế giới. Tất nhiên có nhiều thứ chúng ta chưa thể áp dụng được ngay, nhưng chắc chắn đó là tư liệu giá trị để chúng ta học hỏi. Cảm ơn ông, chúc đội tuyển thành công. Huấn luyện viên Park Hang-seo: trình độ Thái Lan vẫn là hàng đầu Đông Nam Á. Ngày 23 tháng 11, đội tuyển Việt Nam với 23 tuyển thủ chính thức bước vào đợt hội quân kéo dài gần 2 tháng chuẩn bị và thi đấu AFF Cup 2022. Đây đồng thời là giải đấu cuối của thầy Park trước khi chính thức chia tay tuyển Việt Nam và mục tiêu đề ra là vô địch. Phóng viên: ông có thông tin gì về đối thủ sắp tới tại AFF Cup không? Huấn luyện viên Park Hang-seo: tại AFF Cup 2022 Malaysia có huấn luyện viên người Hàn Quốc. Tôi tìm hiểu rất kỹ triết lý của huấn luyện viên này cho cầu thủ. Tại King's Cup vừa qua, tôi có xem trận đấu Thái Lan với Malaysia và nhận thấy tinh thần của Malaysia mạnh hơn trước đây rất nhiều. Indonesia đã và đang tiếp tục kế hoạch nhập tịch và sắp tới họ có thêm 6 cầu thủ nhập tịch nữa. Còn Thái Lan nhìn từ King's Cup vừa qua, trình độ cầu thủ của họ vẫn còn là hàng đầu Đông Nam Á. Trước mặt chúng tôi sẽ tập trung vào các trận đấu mà đối thủ cùng bảng B, còn đối thủ bảng A có lẽ nên để sau. Phóng viên: theo ông thì những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt tại AFF Cup là gì? Huấn luyện viên Park Hang-seo nói: trước nay vẫn vậy, chúng tôi thực hiện theo kế hoạch đề ra và lần này đội có 32 cầu thủ bao gồm Quang Hải. Một số cầu thủ vẫn phải đá cúp quốc gia nên họ lên muộn. Thời gian đầu đội tuyển sẽ thiếu quân tập luyện. Hiện tại đội tuyển chưa phát huy hết chấn thương và nghiêm trọng, nhưng tôi nghĩ thể lực của cầu thủ đã bị oàn mòn sau mùa giải quốc đội kéo dài, bên cạnh các chấn thương nhỏ tích lũy. Vì vậy trước mắt điều cần làm là giúp họ có thể trạng tốt nhất cho giải. Phóng viên: đội tuyển Việt Nam liệu có áp dụng chiến thuật mới tại AFF Cup hay không khi mà các đối thủ đang tìm cách khắc chế lối chơi mà chúng ta đã thể hiện? Ông Park Hang-seo: về chiến thuật, tôi nghĩ sẽ không có nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ nâng cao sức mạnh về tính tổ chức, đặc biệt là cách phòng ngự và tấn công khu vực. Đây là nội dung mới cần rèn kỹ cho cầu thủ. Ngoài ra, việc tổ chức tốt các tình huống cố định cũng được chú trọng để làm tốt hơn. Phóng viên: đợt tập trung lần này chung thời điểm World Cup diễn ra, ông có kế hoạch chuẩn bị cho học trò theo dõi các trận đấu tại Qatar hay không? Ông Park Hang-seo: hiện chúng ta có chuyên gia phân tích hình ảnh video để chỉ ra những vấn đề mà cầu thủ Việt Nam cần sửa đổi và điều chỉnh. Những hình ảnh của World Cup chắc chắn sẽ được cập nhật cho đội tuyển. Nhiều trận đấu World Cup diễn ra vào đêm khuya, nếu như cầu thủ xem thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến buổi tập hôm sau và tôi sẽ nhắc nhở họ về điều này. Tuy nhiên, xem World Cup cũng rất bổ ích, giúp cho cầu thủ cập nhật những khuyến cáo, luật, xu hướng mới của bóng đá thế giới. Tất nhiên có nhiều thứ chúng ta chưa thể áp dụng được ngay, nhưng chắc chắn đó là tư liệu giá trị để chúng ta học hỏi. Cảm ơn ông, chúc đội tuyển thành công.